Xin chào tất cả các bạn, mình là MC Bảo Ngọc. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục thí nghiệm cùng xứ sở cầu vồng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm thí nghiệm những con số nhảy múa nhé. Để thực hiện thí nghiệm đơn giản này, các bạn cần chuẩn bị một chậu nước, 5 chiếc thìa và những chiếc bút viết bảng nhiều màu sắc. Bây giờ hãy cùng mình bắt tay vào làm thí nghiệm thôi. Đầu tiên, các bạn hãy viết những con số lên 5 chiếc thìa mà mình đã chuẩn bị. Sau khi chúng khô, các bạn hãy nhẹ nhàng thả những chiếc thìa xuống nước. Các bạn sẽ thấy những con số nổi trên mặt nước phải không nào? Ngoài ra, các bạn còn có thể vẽ thêm nhiều hình thù khác nữa, như là bông hoa, con vịt và cả những ngôi sao trên bầu trời nữa. Vậy điều gì đã tạo nên hiện tượng thú vị này? Đảm bảo các bạn sẽ rất bất ngờ khi nghe xong đáp án, bởi nó đơn giản đến không ngờ, không giống các loại bút viết nguyễn khác. Mực trong bút viết bảng thường chứa một chất được gọi là silicon dầu để mực không dính chặt vào bảng. Từ đó, ta có thể tái sử dụng lại bảng như bình thường. Do vậy, trong trường hợp này, mực sẽ theo silicon nổi trên mặt nước. Điều này giải thích hình vẽ sẽ di chuyển khi nước di chuyển. Hy vọng sau ngày hôm nay, các bạn sẽ hiểu thêm một chút về khoa học. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.